có cảm tình với tôi đúng không? Tại sao ở trên đời có cái loại người độc ác mà lại cứ giả bộ ngây thơ nhỉ? Đúng là cuộc đời hài vãi. Chị ăn nói ra đàng hoàng, tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tao đàng hoàng thôi. Tao nói luôn để cho mày biết nhá, bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không á tao chặt cụt đuôi luôn đấy. Cái Thư có thể nó không chấp mày, nhưng còn tao, một khi mà tao đã ngứa mắt, tao sẵn sàng cào vào mặt mày mấy phát, chà đạp vào mặt mày, thậm chí khô máu của mày luôn, để xem lúc đấy mày còn giả bộ ngây thơ được không. Mày nghĩ mày xứng đáng là đối thủ của Thư á? Thư nó đàng hoàng sòng phẳng, chứ không như mày chuyên đi đâm sau lưng. Mà đâm sau lưng để được gì? Được một kẻ không ra gì như này á? Kẻ đâm sau lưng thì luôn luôn và mãi mãi chỉ chạy ở sau lưng thôi, nhớ chưa con? Không dám nhìn thẳng vào mặt người khác đúng không? Hèn!